Chúng con xin gửi tới câu hỏi tiếp theo cho máy Liên Như Korea, và xin máy của bác Định Nghi sẽ chuẩn bị sau kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, con xin kính chào lão cư sĩ Dư Âm. Dạ, con có một câu hỏi cũng như vướng mắc nội tâm con. Con xin tha thiết nhờ lão cư sĩ Dư Âm từ bi hóa giải dùm con với ạ. Chuyện là con với chồng con do nghiệp duyên nên đời này con với anh mới gặp nhau. Thật sự anh chồng con đã rèn luyện lòng kiên nhẫn của con rất là nhiều. Những việc khác con đều có thể bỏ qua hết, con xem như gió thoảng mưa bay. Nhưng có một điều mà con không thể nào buông ra được. Chuyện là con với chồng con mỗi một tháng hoặc hai tháng sẽ có một lần ăn ái. Những lần như thế con đều nói với lòng mình, thôi mắc nợ thì trả đi, trả cho hết rồi về Tây Phương. Vì con biết nếu con không đồng ý thì vợ chồng không được vui vẻ. Nhưng sau khi mỗi lần ăn ái, tâm con bị tổn thương rất nhiều. Và con cũng rất là ghét chồng con. Con thấy mặt anh là con muốn gây chuyện để cãi giả. Thời gian nó kéo dài khoảng hơn 3 tuần thì con mới có thể bắt đầu hết cảm giác ghét anh như thế. Tâm con trở lại được trạng thái an lạc vui vẻ. Thì khoảng 1-2 tuần sau thì chuyện đó lại đến nữa thì con lại ghét anh nữa. Từ lúc con sống với chồng con đến nay là 8 năm mà cái cảnh này nó cứ quay con như thế. Con niệm Phật thì khó khăn lắm con mới được thanh tịnh và an lạc mà con cứ bị nạn như thế hoài. Con bây giờ nội tâm rất là khổ và con cũng cảm giác nó đau dữ lắm. Vậy con xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi chỉ dạy cho con phải quán chiếu như thế nào thì con mới hết cảm giác phiền não về chuyện này nữa ạ. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật. À, Di Đà Phật. Phiền não cũng do mình, mà vui vẻ cũng do mình, hạnh phúc cũng do mình, mà mất hạnh phúc cũng do mình. Trong cái pháp niệm Phật vãng sanh, Phật không cấm người lập gia đình vãng sanh, mà chư tổ luôn luôn nói vợ thương chồng thì khi chồng bệnh hoạn, chồng phải xả bỏ bao thân, vợ phải khuyên chồng: anh ơi, một đời mình ở gần nhau, ân ái với nhau, lòng thương tràn đầy, thì bây giờ đây em dùng cái lòng thương tràn đầy này mà khuyên anh mau mau niệm Phật trở về Tây Phương, dọn nhà dọn cửa cho thiệt là sáng sủa để chờ em lên, chúng ta về đó gặp nhau với hai vị Bồ Tát bất thối đi cứu độ chúng sanh. Chư Phật không bao giờ nói rằng là người có vợ có chồng ân ái với nhau mất phản sanh Tây Phương Cực Lạc. Liên Như nên nhớ cho kỹ. Nếu Liên Như là một người tu thiền muốn tự lực tu chứng mà còn có gia đình, còn có ân ái mà đòi mình sẽ được vào đại định, thì đây là cái điều giống như cầu hoa đốm giữa hư không. Còn chúng ta đi con đường này là con đường của phàm phu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rất nhiều người vợ chồng vẫn bình thường nhưng sau cùng họ vẫn vãng sanh bất khả tư nghị. Mười niệm tất sanh, tín hạnh nguyện không liên quan tới chuyện ái ân của vợ chồng chính đáng. Nhớ cho kỹ, cái giới dâm không phải ứng cho người vợ chồng mà thuộc về cái tà dâm sai lạc. Nếu có cái tà dâm sai lạc thì phạm đến ngũ giới, còn vợ chồng không phải là điều liên quan tới ngũ giới. Như vậy thì Liên Như phải nhớ cho, nếu thực sự mình có duyên với nhau thì phải
gọi là tận phận. Người vợ tận phận người vợ. Nấu ăn, nấu uống, phục vụ cho vợ chồng. Trong đó có ân ái vẫn là vấn đề chánh dâm, không phải là vấn đề vi phạm luật lệ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà Liên Hoa thấy rằng là cuộc đời ân ái này thực sự vô nghĩa, không còn thấy hạnh phúc nữa, thì hạnh phúc cứ càng ngày càng xói mòn. Mình có thể nói thẳng với trong mình là tôi không thích hợp chuyện này nữa, thì lúc đó mình có quyền để tự do cho người chồng mình quyết định, để rồi mình tìm con đường gọi là xuất gia tu hành. Khi đã xuất gia tu hành, các ái ly thân rồi, thì nếu mà còn vướng cái này thì Liên Như sẽ là người phạm giới. Còn bây giờ muốn giữ cho hạnh phúc gia đình mà tinh thần này, thì thực sự người chồng của mình sẽ buồn tủi, làm cho cái hạnh phúc sẽ bị đổ vỡ, và lúc đó tự nhiên mình cũng không làm tròn được gọi là tận phận của một người vợ, phải không? Như vậy thì tất cả đều do tự mình suy nghĩ lại, chứ có mắc gì đâu mà mình lại đem cái chuyện vợ chồng ân ái với nhau, yêu thương với nhau mà liên hệ tới con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ, đi cái pháp môn nào mình phải đi đúng theo nó. Pháp môn niệm Phật vãng sanh là dành cho hàng phàm phu tục tử, không phải là dành riêng cho hàng thánh nhân. Nếu chúng ta là hàng thánh nhân, hàng thanh văn duyên giác, thì chúng ta đã đoạn tất cả những ái dục rồi, gọi là các ái ly thân, thọ 348 giới chứ không phải là thọ 5 giới đâu, phải không? Như vậy thì lúc đó khác. Còn đây bây giờ chúng ta là phàm phu, là vợ là chồng, thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường của một người phàm phu, cỡ chi Lương Như phải lo ngại. Cho nên tự mình phải suy nghĩ, nếu quyết định là xuất gia thì cứ mạnh dạn tâm sự với người chồng để cho mình thỏa mãn ý nguyện đi xuất gia. Xuất gia quyết lòng gìn giữ 348 giới rồi niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới được vãng sanh. Chứ nếu giữ 348 giới mà không niệm Phật cầu vãng sanh thì cũng phải đắc được cái chỗ nào, mình đi cái chỗ đó, chứ không phải là các vị đó muốn vãng sanh là vãng sanh, đúng không? Còn nếu người chồng mình mà muốn đi xuất gia thì phải giữ 250 giới, không phải đơn giản đâu nha chư vị, nhớ kỹ chưa? Như vậy thì có thể giải quyết được tình trạng khó khăn của Liên Như chưa? Tự mình suy nghĩ lại để tự mình giải quyết, chứ không ai giải quyết được, phải không Liên Như? Rõ ràng chưa? Cười được chưa? A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là hoan hỷ, chúng con thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Dư Âm.